Xin chào tất cả các anh chị. Trong cái video tiếp theo ngày hôm nay thì tôi xin phép được hướng dẫn các anh chị cách lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021. Thì trong khuôn khổ video này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách áp dụng cái định mức theo cái cơ sở là thông tư số 10/2019, thông tư Bộ Xây dựng ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2019 và thông tư số 02/2020, thông tư Bộ Xây dựng ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2020. Tại sao tôi lại hướng dẫn các anh chị cách lập dự toán xây dựng trên cái thông tư này? Mặc dù như các anh chị biết là tại thời điểm hiện nay thì là nghị định 10 đã thay thế cho nghị định số 68, đúng không? Và đã có hiệu lực. Tuy nhiên như các anh chị biết trong cái nghị định số 10 tại điều 44, đấy, tại điều 44 khoản mục 5, khoản 5 về hệ thống định mức xây dựng thì trong nghị định 10 có quy định là tại thời điểm này thì chúng ta vẫn tiếp tục được sử dụng tham khảo sử dụng cái định mức đã được ban hành trước đây, mà cụ thể là cái định mức về thông tư số 10 và thông tư số 02 thì đã được ban hành kèm theo với nghị định số 68, đúng không ạ? Thì đến thời điểm hiện nay mặc dù định mức nghị định số 10 đã thay thế nghị định số 68, tuy nhiên hai định mức này vẫn tiếp tục được sử dụng bình thường. Đó thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị là tại sao trong cái video này thì tôi lại tiếp tục hướng dẫn các anh chị cách lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 nhưng vẫn áp dụng theo định mức số 10 và thông tư định mức thông tư số 10 và định mức thông tư số 02. Đó thì đấy là cái nội dung trong cái video này cụ thể là như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách xây dựng cái bộ đơn giá dựa theo hai cái quyết định của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đã công bố quý 4 năm 2020, đó là quyết định số 219 ban hành ngày 3 tháng 12 năm 2020 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng quý 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, và cái quyết định số 2 đó là quyết định số 220 quyết định Sở Xây dựng ban hành ngày 3 tháng 12 năm 2020 cũng của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công quý 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thế thì trong cái cơ sở đơn giá dữ liệu mà dự toán data đang xây dựng tạm thời để phục vụ cho cái việc các anh chị lập dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì chúng tôi đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu là lấy theo cái cơ sở đơn giá của vùng 2, khu vực vùng 2 gồm là gì ạ? Gồm là thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành. Còn đối với các cái đơn vị khác, hành chính khác như vùng 3, vùng 4, như vùng 3 là gồm các thị xã Gò Công này, Cai Lậy này, các huyện Chợ Gạo và Tân Phước thì chúng ta sẽ tính toán bù trừ trực tiếp. Tương tự như vậy, vùng 4 là các huyện như Cái Bè, Cai Lậy này, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông thì cũng sẽ điều chỉnh chi phí về nhân công và chi phí về máy thi công theo phương pháp trực tiếp. Thì trong cái khuôn khổ video này thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các anh chị cách lập dự toán theo cái thông tư và theo cái bộ đơn giá do phần mềm dự toán data xây dựng. Thế còn về chi phí vật liệu thì là sẽ lấy theo cái công bố giá vật liệu của Sở Xây dựng đã công bố, với một số cái vật tư cơ bản như sắt, thép, xi măng. Còn lại các cái vật tư mà chưa có công bố thì chúng ta sẽ tham khảo giá trên thị trường và chúng ta lắp giá vào để tính theo các khoản mục chi phí vào trong cái bảng dự toán của chúng ta, đúng không? Thì đấy là cái nội dung chi tiết trong cái khuôn khổ video ngày hôm nay, thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách lập dự toán như vậy. Thế giờ đi vào chi tiết của chương trình thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên thì đối với một số anh chị mà chưa sử dụng phần mềm dự toán ETA thì chúng ta sẽ truy cập vào cái gì ạ? Vào cái website tại địa chỉ là dự toán data.vn như này. Chúng ta để trên trình duyệt web và gõ trực tiếp cái website để vào được cái website của công ty. Sau đó thì các anh chị sẽ tải cái bộ cài của chương trình dự toán data về bằng cách là chúng ta dê chuột vào phần tải về này. Sau đó chúng ta vào cái phần tải bộ cài cho Windows 7 hoặc 8 hoặc 10. Đấy. Còn đối với một số anh chị mà vẫn còn sử dụng cái Windows XP trước đây thì chúng ta kích vào đây chúng ta tải về. Đó thế thôi. Thì sau khi mà các anh chị đã hoàn thành xong cái bước đầu tiên là chúng ta tải được cái bộ cài phần mềm về rồi thì chúng ta tiến hành chạy cái phần mềm lên. Sau khi cài đặt thì phần mềm sẽ có cái biểu tượng như thế này, dự toán data đây. Thì chúng ta chạy cái phần mềm lên thì cái giao diện phần mềm thì nó khá là thân thiện với tất cả các anh chị đã sử dụng quen Excel, nó cũng giống như với cái môi trường Excel thôi. Thì để mà đầu tiên chúng ta sử dụng được cái cơ sở dữ liệu đơn giá của tỉnh Tiền Giang và hai cái cơ sở quyết định về nhân công và ca máy là cái 219 và cái 220 thì đầu tiên chúng ta cần phải tải cái cơ sở dữ liệu của tỉnh Tiền Giang về bằng cách là các anh chị kích vào phần tải đơn giá như này. Đó. Thì các anh chị lưu ý là toàn bộ cơ sở đơn giá của 63 tỉnh thành và một số cái đơn giá định mức chuyên ngành như ngành điện này. Đấy, rồi về cây xanh chiếu sáng này, mối mọt này, là tất cả đều có trong phần mềm dự toán data đã cập nhật đầy đủ. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng của anh chị thì các anh chị sẽ tải về thôi. Thì ở đây cụ thể chúng ta đang sử dụng đơn giá của tỉnh Tiền Giang thì chúng ta sẽ tìm theo tỉnh Tiền Giang để chúng ta tải về. Đây các anh chị thấy Tiền Giang đây đúng không?
đây Tiền Giang đây thì chúng ta tải về. Thì đối với các anh chị là cài phần mềm dự toán ETA lần đầu tiên thì nó có sự tải về, còn đối với một số anh chị mà đã sử dụng bản quyền của ETA rồi thì nó sẽ hiển thị cái chữ cập nhật. Các anh chị vui lòng cập nhật lại cái cơ sở dữ liệu để mình sử dụng được cái cơ sở dữ liệu cập nhật cái định mức là mới nhất và các cái cơ sở đơn giá là mới nhất. Các anh chị lưu như vậy. Thì đây là cái máy lần đầu thì tôi sẽ kích vào đây tôi tải cái đơn giá Tiền Giang về. Đó. Thì sau khi tải xong thì máy phần mềm nó đã báo là đã tải về máy đúng không ạ? Thì chúng ta đóng cái cửa sổ này lại. Thì sau khi mà chúng ta tải xong cái đơn giá tỉnh Tiền Giang thì đầu tiên chúng ta sẽ phải lựa chọn cái tỉnh Tiền Giang để sử dụng đúng không ạ? Trong cơ sở dữ liệu thì sau khi tải về có rất nhiều tỉnh thành phố thì chúng ta chọn đúng cái tỉnh Tiền Giang để chúng ta sử dụng. Thì như phần đầu chia sẻ với các anh chị là gì ạ? Hiện nay thì tỉnh Tiền Giang chúng ta chưa ban hành cái bộ đơn giá xây dựng công trình, mà cụ thể là từ năm 2016 à 11 đến giờ, 2006 và 2011 đến giờ thì tỉnh Tiền Giang không công bố cái bộ đơn giá xây dựng công trình, mà hầu như lập dự toán theo phương pháp gì ạ? Theo phương pháp được định mức, có thể lập trực tiếp định mức nhân giá thành tiền, rất là đơn giản như vậy thôi. Còn đối với một số tỉnh thì họ ban hành đơn giá và chúng ta sẽ căn cứ theo cái đơn giá ban hành đó để chúng ta điều chỉnh dự toán, đúng không? Thế thì tại thời điểm hiện nay thì do tỉnh chưa ban hành bộ đơn giá chưa công bố nên chúng ta tiếp tục sử dụng cái gì ạ? Cái định mức thông tư số 10 như phần đầu video tôi có chia sẻ là tại thời điểm này các anh chị lưu ý là định mức nghị định số 10 đã thay thế cho nghị định 68. Tuy nhiên tại thời điểm này thông tư số 10 về ban hành định mức và thông tư số 2 về điều chỉnh định mức, sửa đổi định mức, sửa đổi cho một số loại thông tư trước đó đấy, thì vẫn được tiếp tục áp dụng bình thường, anh chị lưu ý nhé. Thế thì tại thời điểm này khi chúng ta lập dự toán theo nghị định số 10 và trước đó là nghị định số 8 thì bắt buộc chúng ta phải gì ạ? Phải sử dụng là định mức 10 chứ không được sử dụng các cái định mức trước đây, là ví dụ như là 1776, 1777 thì đã hết hiệu lực rồi. Các anh chị lưu ý là mình sẽ không sử dụng các định mức đó. Thế thì để sử dụng định mức 10 của 6 cái bộ định mức này thì chúng ta tích chọn tất cả các phần định mức này vào. Đây các anh chị tích chứ nào. Xây dựng này, thí nghiệm vật liệu này, là viết tắt của TLVL này, rồi sửa chữa này, SC này, lắp đặt máy này, lắp đặt thiết bị công nghệ trong công trình này và khảo sát, đúng không ạ? Chúng ta tích chọn tất cả các phần đơn giá này vào, à phần định mức này vào. Đó. Thế thì sau khi chúng ta tích chọn xong được các cái phần định mức cần sử dụng thì bước tiếp theo là các anh chị sẽ vào cái mã hiệu công việc. Thế thì ở trên phần mềm dự toán ETA nó sẽ cho phép chúng ta tìm kiếm mã hiệu công việc rất là thông minh. Chúng ta chỉ cần nhớ bất kỳ một cái mã nào như thế này, chúng ta gõ ra ví dụ AG 11 thế này thì lập tức phần mềm nó sẽ hiển thị ra cho anh chị các cái chương mục AG và chúng ta chỉ cần tích chọn những cái mã gì, mã đơn giá phù hợp của chúng ta để chúng ta lựa chọn vào trong cái file hồ sơ dự toán chúng ta thôi và ấn chọn như này. Đó thì lập tức cái phần mã hiệu định mức đã được đưa vào. Và như phần đầu video đã chia sẻ với các anh chị là gì? Cái cơ sở dữ liệu đơn giá tạm thời đang lập dự toán ETA đang lập cho tỉnh Tiền Giang chúng ta đó là gì? Về cơ sở vật liệu là đang lấy theo cái giá vật liệu của công bố của Sở Xây dựng cũng như là mượn các cái giá vật liệu trước đây của cái bộ đơn giá cũ đã được ban hành công bố trước đó, đúng không? Để chúng ta tính được cái chi phí vật liệu. Thì các anh chị lưu ý cái chi phí vật liệu này chỉ là tham khảo và chúng ta đương nhiên phải điều chỉnh giá vật liệu theo gì? Theo công bố hàng tháng, hàng quý mà Sở Xây dựng đã công bố. Thì cái này các anh chị lưu ý như vậy. Cái nội dung thứ hai đó là về chi phí nhân công. Đó, đơn giá nhân công và chi phí máy thi công. Thì như phần đầu video đã hướng dẫn các anh chị là ETA đang xây dựng cái cơ sở đơn giá theo gì ạ? Theo quyết định 219 và quyết định rồi 220 để chúng ta xây dựng nên được cái cơ sở đơn giá này, nhân công và máy này. Thì như các anh chị biết là cơ sở đơn giá xây dựng rất đơn giản thôi. Ta lấy định mức đúng không? Theo thông tư 10 đây, đúng không? Ta nhân với giá nhân công mà đã được công bố ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tương tự như vậy với máy thi công cũng được công bố theo cái quý 4 của tỉnh Tiền Giang và chúng tôi đã xây dựng nên cho chúng ta được cái đơn giá này. Rất đơn giản như vậy thôi. Chúng ta hiểu được là cái cơ sở đơn giá do ETA xây dựng là căn cứ theo cái nội dung gì. Thế thì nhân tiện đây thì cũng xin phép được chia sẻ với các anh chị một chút về cái chỗ công bố về nhân công và ca máy, về cách tính nhân công và ca máy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo cái quyết định số 219. Thế thì ở đây như các anh chị biết là các cái nhóm nhân công, đúng không? Các bậc thợ đã được tính chi tiết cho từng cái nhóm bậc thợ này rồi và rõ ràng cái giá nhân công này, ví dụ tôi các anh chị nhìn đây, đúng không? Thợ bậc gì? 3,0 trên 7 nhóm 5 là 216.000. Đây các anh chị nhìn thấy đây, nhóm 5, đúng không? Chúng ta sẽ tìm đến nhóm 5 đây. Nhóm 4, đây nhóm 5. Đúng không? 216.602 đồng thì đã được ETA đã nhập sẵn vào đây rồi và nhân với hao phí định mức của thông tư số 10 thì chúng ta xây dựng được đơn giá. Đó, thì rất đơn giản như vậy để các anh chị hiểu rõ là lý do tại sao lại ETA lại xây dựng được cái đơn giá cho tỉnh Tiền Giang chúng ta để chúng ta có thể lập dự toán nhanh hơn. Thay vì nếu như ETA không xây dựng cơ sở đơn giá này thì chúng ta sẽ phải tra bằng định mức và chúng ta tự nhập cái giá nhân công, sau đó thì nhân định mức vào để ra thành tiền. Thì tất nhiên cũng làm được nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn. Đó thì đấy là một cái chút chia sẻ để các anh chị nắm được cái quy trình lập cái bộ đơn giá là như vậy. Thế thì quay trở lại chương trình tiếp tục về cái việc đưa mã hiệu công việc khối lượng mã hiệu công việc và chúng ta nhập khối lượng vào cái bảng dự toán thì ngoài cái việc mà các anh chị nhập bằng mã thì chúng ta có thể tra theo tên. Ví dụ như là tôi muốn tìm một công việc liên quan đến bê tông thì tôi chỉ cần gõ từ khóa là
bê tông. Đó thì lập tức các công tác về bê tông nó sẽ được hiển thị cho các anh chị. Đó, các anh chị chỉ cần tìm kiếm bất kỳ cái từ khóa nào là phần mềm nó hiển thị ra cho các anh chị. Thì các anh chị biết là cái hệ thống định mức của Bộ Dựng ban hành nó rơi vào khoảng 17 đến 18 ngàn cái mã hiệu. Như vậy rất nhiều cái mã hiệu thì chúng ta không thể nhớ được, đặc biệt với các anh chị mới vào nghề hoặc các bạn sinh viên mới ra trường thì cũng không thể nhớ được toàn hoàn toàn được cái đầu mục, chương mục, mã công việc được, đúng không? Và đương nhiên chúng ta phải tìm theo tên công việc khi chúng ta bóc dự toán. Thế thì ở ETA thì nó cho phép chúng ta tìm theo tên có dấu hoặc thậm chí là tên không dấu. Tôi ví dụ tôi tìm chữ rào đất thế này. Đó, bằng máy thế này. Đó, các anh chị nhìn thấy tôi gõ hoàn toàn là bằng 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 ký tự không có dấu thì phần mềm đều hiểu được cho chúng ta, đúng không? Ở đây được hiểu là tôi đang tìm công tác đào đất bằng máy, đúng không? Tôi sử dụng là công tác đào đất bằng máy 1,25 này, đúng không? Hay ví dụ tôi tìm công tác từ sơn tường như này. Đó, thì lập tức các công tác về sơn tường nó sẽ hiển thị cho chúng ta, đúng không? Đấy. Hay là chát, đấy, ví dụ tôi chèn đây thêm một công tác là chát tường chẳng hạn. Này. Chát tường. Đó. Này. Được chưa? Đó, enter. Thì lập tức công tác nó sẽ được đưa hiển thị và chúng ta chỉ cần tích chọn để đưa vào cái hồ sơ dự toán chúng ta thôi. Thì như vậy các anh chị thấy là cái việc mà tra cứu mã hiệu công việc trên gì trên phần mềm dự toán ETA nó khá là đơn giản và rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Đó. Thế thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước là đưa mã hiệu công việc vào rồi thì đến bước tiếp theo là gì? Các anh chị sẽ đưa khối lượng của công trình vào, đúng không ạ? Thì cái việc đưa khối lượng nó rất là đơn giản, nó sẽ có hai cách đơn giản như sau. Một là chúng ta sẽ đưa trực tiếp cái khối lượng như này, chúng ta gõ trực tiếp như này lên trên cột khối lượng. Hai là chúng ta gì diễn giải chi tiết cái khối lượng ấy ra. À, ví dụ tôi chèn cái dòng ở đây, tôi trong công tác này tôi có khối lượng là A 2 nhân 2 cộng 2, đúng không? Khối lượng là B 2 cộng 3 chia cho 100, tôi ví dụ như vậy. Đó, thì là cái cách chúng ta nhập khối lượng là có hai cách, anh chị lưu ý. Một là chúng ta nhập trực tiếp trên cột khối lượng hoặc là chúng ta diễn giải chi tiết phía dưới này thì đều có thể tính toán được cái khối lượng chi tiết cho chúng ta. Đó. Rồi trong cái phần nhập khối lượng này thì cũng nhân tiện đây thì cũng chia sẻ với các anh chị một cái nội dung rất là hay của chương trình toán ETA, đó là chức năng mà link khối lượng giữa công việc này sang công việc kia. Tôi ví dụ như ở trong hồ sơ dự toán này chúng ta có hai công việc, một công việc là chát tường và một công việc là sơn tường, đúng không? Thì tôi ví dụ như các anh chị hình dung là cái khối lượng của công tác chát nó sẽ bằng với khối lượng công tác sơn chẳng hạn như vậy ạ. Thì với những phần mềm cũ trước đây khi các anh chị sử dụng ấy, thường là chúng ta phải nhập liệu lại khối lượng này, đúng không? Copy lại khối lượng và nhập lại. Thế thì ở ETA thì chúng ta chỉ cần dùng chức năng bằng giống như với trên môi trường Excel ấy, các anh chỏ đến cái khối lượng nào mong muốn, đúng không? Ở đây tôi chỏ đến gì? OM10. OM10 chính là khối lượng tổng của cái công tác số 4 này, đúng không? Tôi enter. Thì các anh chị thấy ngay lập tức là cái khối lượng của công tác số 4 này nó được lên link sang cái kết quả của gì? Công tác số 5. Và như vậy thì sau này nếu như trường hợp nhé, cái công tác số 4 này chúng ta có phát sinh thêm khối lượng 3 cộng 3 chia cho 1.000 chẳng hạn như này, thì lập tức các anh chị thấy ngay kết quả, đúng không ạ? Là công tác số 5 đã được update lại cái số liệu khối lượng của công tác số 4. Thì như vậy là vô hình chung là chúng ta lập dự toán nó rất là nhàn, đúng không? Thay vì phải nhập liệu lại khối lượng từ đầu thì chúng ta chỉ cần link cái khối lượng của công tác trước đó sang công tác tiếp theo. Đó, thì đây là một trong những cái tính năng cũng khá là ưu việt của chương trình dự toán ETA, đúng không? Thì đấy là tôi hướng dẫn các anh chị cách vào các cái mã hiệu định mức mà được Bộ Dựng công bố cũng như là khối lượng. Trong cái bảng dự toán thì khi chúng ta lập dự toán thì các anh chị biết ngoài các cái việc mà chúng ta đưa các mã hiệu định mức theo công bố của Bộ Xây dựng cũng như là của tỉnh thì chúng ta còn phải lập các cái gì ạ? Các cái công tác gì? Công tác tạm tính. Tạm tính là sao? Như anh chị biết rồi, tạm tính đó là những công tác không có trong cơ sở công bố định mức của Bộ Xây dựng cũng như là của Ủy ban tỉnh, đúng không? Thì chúng ta phải xây dựng tạm tính, đó là những cái công việc thực tế khi chúng ta lập dự toán công trình nó phát sinh ra thì chúng ta phải lập thành tạm tính, đúng không ạ? Thì thông thường cái tạm tính thì các anh chị thông thường là sẽ gõ mã TT này, đúng không ạ? Đó, và enter này. Thì cái việc mà xây dựng đơn giá tạm tính như các anh chị biết là thông thường nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng tôi các anh chị xây dựng trực tiếp cái đơn giá vật liệu nhân công máy như này, đúng không? Là từng ngày vật liệu, chi phí, từng ngày chi phí nhân công và từng ngày chi phí máy thi công. Nhưng nếu như xây dựng theo cách này thì khi chúng ta đi giải trình cho các cái đơn vị có liên quan như chủ đầu tư chẳng hạn là chúng ta không giải trình được vì tôi không biết là trong cái chi phí bằng lễ tiền là có vật liệu gì, nhân công gì và máy thi công gì, đúng không? Rất khó khăn. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách lập cái công tác tạm tính theo định mức thực tế. Thì đây là một trong những cái tính năng cũng khá là ưu việt của dự toán ETA. Cũng xin phép chia sẻ và hướng dẫn các anh chị như sau. Ví dụ như trong công tác tạm tính này, các anh chị có sử dụng đến gì ạ? Đến thành phần như là xi, cát, đá chẳng hạn. Thì các anh chị có thể mượn vật tư đó của một công việc bất kỳ. Tôi ví dụ công tác số 2 của tôi hiện nay có sử dụng đến gì ạ? Xi măng và cát vàng. Thì tôi hoàn toàn có thể copy này, hai cái vật tư tôi copy này. Sau đó tôi gắn cho công tác TT ở đây, tôi paste vào đây.
đó, và tôi sửa lại cái định mức theo thành phần, theo cái thực tế khi tôi bóc dự toán đúng không, là tôi trong công tác tạm tính này tôi có sử dụng 1 kg xi măng và 2 khối cát vàng đúng không, thì các anh chị thấy ngay kết quả lập tức là cái đơn giá vật liệu này nó tự động nó xăm cho các anh chị, giống như hàm xăm trên Excel nó tự động xăm ở đây cho anh chị rất là nhanh chóng như vậy. Thì như vậy cái thành sau này khi chúng ta giải trình cho chủ đầu tư thì chúng ta sẽ biết được là trong công tác tạm tính tôi sử dụng là 2 thành phần vật tư như này đó. Thì đấy là cái cách mà chúng ta mượn cái vật tư có sẵn của một công việc bất kỳ. Tuy nhiên nếu như mà cái công tác tạm tính này chúng ta phát sinh một cái vật tư vật liệu đấy mới hoàn toàn thì các anh chị sẽ làm như nào, thì các anh chị sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ tạo một cái mã vật liệu theo ý muốn của chúng ta, ở đây tôi sẽ tạo một cái mã vật liệu là 12345 chẳng hạn như vậy, và cái vật tư mới phát sinh của tôi là một cái điện thoại iPhone chẳng hạn đó, tôi ghi iPhone ở đây, đơn vị tính là cái chẳng hạn đúng không, và để sử dụng cho công tác tạm tính thì tôi dùng 3 cái iPhone đúng không, và giá của iPhone nó là bao tiền tôi nhập ở đây được chưa đó. Thì lập tức các anh chị thấy ngay cái đơn giá vật liệu nó cũng được update lại là thành 477.000, bao gồm có 3 thành phần vật tư là xi măng, cát vàng và cái điện thoại iPhone đúng không? Thì đấy là cái cách mà chúng ta đưa cái thành phần vật tư vào trong gì, vật tư vật liệu vào trong đơn giá vật liệu của chúng ta trong công tác tạm tính của chúng ta. Tiếp theo nữa thì đến phần nhân công, cũng tương tự với nhân công thì chúng ta cũng khai báo cái thành phần nhân công cho nó đúng không, bằng cách là chúng ta nếu như chúng ta muốn tự tạo cho chúng ta thì chúng ta để con trỏ chuột đây, chúng ta gọi cái gì, cái từ điển nhân công lên để chúng ta mong muốn lựa chọn cái loại nhân công nào phù hợp trong cái công tác tạm tính đấy. Thì đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là xác định được rõ là công tác tạm tính đấy tôi dùng cái loại nhân công gì mà trong cái hồ sơ dự toán tôi đang sử dụng. Ví dụ như công tác số 2 này là có sử dụng thợ vận 3/7, tôi copy đúng không, và tôi lại gán cho gì, công tác tạm tính đây, paste cho công tác tạm tính như này đó, và tôi điều chỉnh lại cái hao phí là công tác tạm tính này tôi sử dụng là 1,02 công đúng không, cho công tác tạm tính đó. Đó thì lập tức cũng xây dựng đơn giá cho chúng ta. Và tương tự như vậy thì cái phần máy thi công các anh chị cũng thực hiện như vậy. Ví dụ có sử dụng đến gì, máy trộn 20 lít 250 lít này, tôi copy này và tôi lại kích vào đây, tôi paste vào cho nó và tôi điều chỉnh lại cái hao phí là sử dụng 1,2 ca máy cho công tác tạm tính đấy. Thì các anh chị thấy ngay kết quả là cái công tác tạm tính này của chúng ta nó đã được xây dựng chi tiết đơn giá vật liệu, chi tiết đơn giá nhân công và chi tiết máy thi công. Thì lúc này nếu như các anh chị in hồ sơ dự toán ra, bảng phân tích vật tư nó sẽ thể hiện chi tiết như này. Thì như vậy các đơn vị liên quan hay là như chủ đầu tư nhìn vào hồ sơ chúng ta, người ta sẽ thấy được rõ là trong công tác tạm tính đấy ta sử dụng những cái thành phần vật tư, nhân công và máy thi công làm sao. Hay khi chúng ta đi đơn giá dự thầu, đơn giá chi tiết thì nó cũng sẽ thể hiện cho chúng ta chi phí. Đây, chi phí vật liệu là từng này tiền, chi phí nhân công là từng này tiền và chi phí máy thi công từng này tiền, sử dụng những loại nhân công gì, máy gì và vật tư gì. Đó, thì đấy là một trong những tính năng cũng khá là ưu việt của ETA. Nó sẽ giúp cho quá trình các anh chị lập dự toán nó cũng rõ ràng và tường minh hơn, đúng không ạ? Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước là lập cái mã tạm tính cho công trình này, thì nếu như các anh chị mà thường xuyên sử dụng cái công trình cái mã tạm tính này cho những công trình tiếp theo, thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách lưu cái mã này lại bằng cách là các anh chị tạo cho nó một cái mã đúng không, 11111 chẳng hạn như này. Tôi có một cái mã tạm tính là TT111 đúng không, thì sau đó tôi chỉ cần kích phải chuột tôi lưu lại như này, lưu lại đúng không. Đó thì các anh chị thấy phần mềm nó công cảnh báo cho chúng ta là gì, thông báo cho chúng ta là gì, công tác TT11 đã được lưu vào trong cái cơ sở đơn giá của gì, của tỉnh Tiền Giang. Thế thì sau này đối với những công trình tiếp theo mà chúng ta tiếp tục sử dụng đến công tác tạm tính này, thì chúng ta chỉ cần gõ TT111 thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta giống như việc là các anh chị tra cái mã AG hay là AB vậy thôi. Đó thì đấy là một trong những tính năng cũng khá là ưu việt của chương trình dự toán ETA. Tôi cũng xin phép chia sẻ với các anh chị như vậy. Một cái nội dung nữa mà các anh chị cũng hay phải xử lý trên cái bảng dự toán, đó là quá trình chúng ta lập dự toán là chúng ta cũng phải gì? Phải điều chỉnh cái định mức cho nó phù hợp với cái công trình của chúng ta, đúng không ạ? Tôi ví dụ như là liên quan đến các công tác về côn cút hay là nắp đặt côn, nắp đặt cút hay nắp đặt tê chẳng hạn như vậy, thì các anh chị biết là trong định mức của bộ xây dựng người ta chỉ ban hành một mã công việc thôi, còn lại thì trong cái phần thuyết minh ấy, phần thành phần công việc ấy, thì người ta sẽ ghi chú để chúng ta điều chỉnh là từ công việc côn sang cút như nào và cút sang côn như nào, đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ thực hiện như sau. Tôi ví dụ tôi có một công tác lắp đặt cút như này, lắp đặt cút đây, tôi có một công tác lắp đặt cút. Đây. Đó. Như này, được chưa? Lắp đặt côn, đúng không? Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE đây, đúng không? Thế thì trường hợp mà nếu như các anh chị muốn đổi cái công tác gốc theo định mức nó là dùng côn mà chúng ta muốn chuyển sang dùng cút thì chúng ta chỉ cần sửa cái phần định mức phía dưới này này. Đây, tôi sửa thành cút như này. Đó, cút nhựa, đúng không? Đó, thì lập tức các anh chị thấy ngay kết quả bên phân tích vật tư công tác này, nó phân tích đây là cút, đúng không? Và tương tự như vậy trong cái đơn giá chi tiết đây, nó cũng sẽ phân tích chúng ta đây là đơn giá của cút,
Đó. Và nếu như trong công trình chúng ta có cả mã côn, cả cả mã cút đúng không? Thì tôi sẽ lấy là công tác phía trên đây là lắp đặt cút đúng không? Tôi sửa lại cả tên công tác cho nó các anh chị dễ hình dung. Cút này, được chưa? Và công tác phía dưới là côn. Đó, phân tích vật tư chúng ta sẽ lấy ngay hai mã đây đúng không? Một mã là sử dụng côn cút nhựa này, một mã là sử dụng gì? Côn nhựa. Và lập tức bên phân bên bên cái thành phần vật tư để chúng ta điều chỉnh giá nó sẽ có hai vật tư là côn và cút, mặc dù là cùng một cái mã vật tư đúng không, nhưng mà có hai thành phần vật tư này thì chúng ta hoàn toàn phải điều chỉnh cái giá khác nhau được đúng không ạ, giá côn khác và giá cút khác mà chúng ta điều chỉnh ở giá ở đây đó. Thì đấy là một trong cái tính năng mà giúp cho chúng ta điều chỉnh hồ sơ dự toán theo thực tế cũng khá là thuận tiện trên diện trên cái phần mềm dự toán data. Tính năng thứ nhất đó là lập cái công tác tạm tính theo định mức thực tế. Tính năng thứ hai mà tôi vừa giới thiệu chính là chức năng mà chúng ta điều chỉnh được cái gì, cái tên vật tư theo ý muốn. Thì cái việc này nó giống như việc là các anh làm như là việc lát nền nhà ấy, thì ví dụ như cùng một thương hiệu gạch Videocera chẳng hạn, mà các anh chị muốn là trong nhà là gạch tốt nó loại A, ngoài nhà gạch loại B, thì mình chỉ cần sửa cái tên vật tư ở đây cái thì lập tức nó sẽ tách ra chúng ta thành phần vật tư và chúng ta điều chỉnh giá nó rất là dễ dàng đúng không? Hay là ví dụ như với công tác sơn đi, như các anh chị biết là vừa rồi bộ dựng ban hành ấy, thì không giống như trước đây cái 1776 ấy, là bộ dựng ban hành các loại sơn, các công tác về sơn, sơn Cova, sơn Nevit, sơn Spec rất nhiều, nhưng đến bây giờ ấy, bộ dựng chỉ ban hành là công tác sơn thôi chứ còn thành phần sơn định mức và thành phần sơn thôi chứ không gì ạ, không ban hành rõ là loại sơn gì, chủng loại sơn gì. Thế thì khi mà chúng ta lập dự toán thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái loại sơn cho nó đúng với mong muốn của chủ đầu tư đúng không? Tôi ví dụ như là công tác số 8 này bây giờ hai loại sơn này tôi dùng là sơn spec chẳng hạn, tôi chỉ cần gõ spec ở đây thôi. Đó, đúng không? Sơn spec chẳng hạn. Đó, hay Cova hay Levit thì tùy các anh chị đúng không? Đó thì lập tức là cái công tác này nó sẽ phân tích cho chúng ta là sơn spec đúng không, và lúc đấy ta sẽ điều chỉnh biết ngay rõ ràng đây là trong cái giá vật tư là sơn nó là sơn spec đúng không. Đó thì thay vì là trước kia ban hành đủ thì bây giờ cái định mức của bộ dựng chỉ ban hành chung chung như vậy thôi. Và cái tính năng mà sửa cái tên vật tư ngay tại bảng dự toán này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các anh chị trong quá trình chúng ta lập dự toán. Thì đấy là một số cái điều mà các anh chị chú ý cho tôi như vậy. Thế thì như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành xong được cái quan trọng nhất, đó là cái bảng dự toán công trình và khối lượng dự toán công trình. Thế thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ gì ạ? Thực hiện sang các cái nội dung tiếp theo là chúng ta điều chỉnh giá vật liệu theo gì? Theo công bố hàng tháng mà Sở Xây dựng Tiền Giang đã công bố đúng không? Hàng tháng hàng quý. Thế thì để mà điều chỉnh được cái giá vật liệu thì như các anh chị biết nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta nhập trực tiếp bằng tay thủ công ở đây như này đúng không? Giá cát là bao nhiêu chúng ta nhập vào, giá xi là bao nhiêu chúng ta nhập thủ công bằng tay vào. Cách thứ hai là phần mềm nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị lắp các cái giá vật liệu theo công bố hàng tháng, hàng quý mà Sở Xây dựng công bố. Như phần đầu video đã chia sẻ rồi là phần mềm Meta là một trong những phần mềm hiện nay cập nhật thường xuyên cái công bố giá vật liệu. Anh chị lưu ý nhé, công bố giá vật liệu chứ không phải đơn giá vật liệu, không phải đơn giá dự công trình nhé, là công bố giá vật liệu. Đó, sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc mà lắp giá vật liệu nó sẽ nhanh hơn, thuận tiện hơn đúng không ạ? Thế thì để sử dụng được cái chức năng đó thì các anh chị làm như sau. Các anh chị kích phải chuột vào cột giá TB này, là chính là viết tắt của giá thông báo. Phần mềm nó có chức năng là lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu như này. Đó, và chúng ta sẽ hiện nay thì ETA đã cập nhật đến tháng 2 năm 2021 đúng không? Chúng ta làm ở huyện Cái Bè chẳng hạn thì chúng ta kích vào đây. Đó, tải về. Đó, sau khi tải về thành công thì chúng ta tiến hành lắp giá. Lắp giá thì phần mềm nó sẽ có mấy lựa chọn như sau: một là lắp giá thấp nhất, hai là cao nhất và lương cao. Thấp nhất có nghĩa là nó sẽ lựa chọn những cái giá thấp nhất trong công bố giá để nó đưa vào trong hồ sơ dự toán chúng ta. Có nghĩa là sao? Các anh chị biết là ví dụ như xi măng nó có rất nhiều nhà cung cấp xi măng khác nhau và có giá khác nhau và yêu cầu chủ đầu tư là lắp cái giá thấp nhất thì chúng ta kích vào đây. Lắp thấp nhất thì nó sẽ lựa chọn những cái vật tư thấp nhất nó đưa vào cho các anh chị đây, đúng chưa? Đấy. Thế thì sau khi chúng ta lắp được cái giá vật liệu theo công bố hàng tháng rồi thì đối với những vật liệu mà nó đặc thù nó không có trong công bố giá, đúng không? Thì đương nhiên chúng ta vẫn phải nhập thủ công bằng tay. Tôi ví dụ như vừa rồi chúng ta sửa đây sơn spec này hay là cái côn và cút nhựa này là không có trong công bố giá thì chúng ta sẽ vẫn phải nhập thủ công bằng tay như này, được chưa nào? Đấy, các anh chị lưu ý như vậy. Thế thì sau khi chúng ta nhập xong được cái công bố giá thì chúng ta sẽ chạy sang cái tổng vật liệu đây để phần mềm nó tính cho chúng ta cái gì? Tổng hợp cho chúng ta cái khối lượng vật tư của công trình. Đây, khối lượng vật tư công trình và gì? Và tính cho chúng ta cái chi phí vật liệu công trình là như thế này. Đó, rất nhanh chóng là chúng ta đã hoàn thành xong được cái bảng tổng hợp liệu, đúng không? Rồi tiếp theo nữa đến cái phần chi phí nhân công. Thì như chi phí nhân công phần đầu video đây, cái phần này tôi đã hướng dẫn chi tiết rồi. Cái thứ nhất là chúng ta tính theo quyết định số 219 ngày 3 tháng 2 12 năm 2020 và trong đơn giá là gì? ETA đang xây dựng cho chúng ta tại khu vực vùng 2 là thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, đúng không? Thế thì chúng ta được hiểu là nếu như cái công trình dự án này chúng ta đang làm tại vùng 2 thì chúng ta không phải điều chỉnh gì nữa, để nguyên cái giá nhân công này và chúng ta sang cái phần tổng hợp nhân công để chúng ta xem được cái chi phí nhân công cho công trình thôi. Thì đấy, nếu như công trình này lập tại vùng 2 nhé. Còn đương nhiên nếu các anh chị lập tại vùng gì? Vùng 3 và vùng 4 đây,
đương nhiên các anh chị phải điều chỉnh lại cái giá nhân công của vùng 3, vùng 4 cho nó phù hợp, đúng không ạ? Đây, có 3 vùng mà, tiền ra chúng ta ban hành 3 vùng đây. Thế thì để mà tính được cái chi phí nhân công cho vùng 3 hay vùng 4, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Các anh chị kích phải chuột vào cái cột giá thông báo giống như với chức năng vật liệu trước đó. Chúng ta kích vào phần nắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu như này. Đó, và sau đó chúng ta kích vào phần tải về. Đó. À, sau khi tải về thì các anh chị thấy ngay được kết quả đây, cái quyết định số 291 219 đúng không ạ? 219 291. Chắc là chúng tôi ghi nhầm ở chỗ này rồi. À 219 rồi. Thì 219 đây chúng ta phần mềm ghi nhầm là 291 đúng không? Thì chúng ta đang dùng tại vùng 3 hay vùng 4 thì chúng ta kích vào đây chúng ta áp dụng như này. Đó, thì lập tức là cái giá nhân công của vùng 4 nó sẽ được tính toán vào đây và lập tức sang cái phần nhân tổng hợp nhân công nó sẽ tính cho chúng ta cái gì? Cái chi phí nhân công của vùng 4. Đó, thì đấy là cái mà các anh chị lưu ý như vậy. Đối với trường hợp các anh chị đang dùng vùng 2 thì thôi không phải điều chỉnh gì nữa, nhưng nếu như các anh chị dùng vùng 3 vùng 4 thì chúng ta kích phải chuột chúng ta lắp giá như này nhé. Thì đầu tiên chúng ta tải về, sau đó nó sẽ hiển thị cái danh mục nhân công cái 219 chúng ta lắp vào đây. Đó, thì đấy là phần nhân công. Tiếp theo nữa thì chúng ta sang phần máy thi công. Thì như các anh chị biết là cũng giống như với nhân công thì bảng giá ca máy cũng được sở xây dựng ban hành theo quý, đúng không? Và đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi được biết thì cũng tỉnh Tiền Giang mới ban hành đến quý 4 năm 2020, đúng không? Thì để nắp được cái giá quý 4 năm 2020 theo cái quyết định 220 này thì chúng ta cũng thực hiện giống như với nhân công, chúng ta kích phải chuột nắp giá. Đầu tiên chúng ta tải cái giá ca máy theo cái quyết định 220 về, đúng không? Đó, thì đây nó có cái quyết định 220 cho chúng ta đây. Vùng 2, vùng 3, vùng 4 này đúng không? Thì cũng giống như với nhân công trước đó tôi đã chia sẻ là cái đơn giá nhân máy này được xây dựng tại vùng 2 thì nếu như công trình dự toán chúng ta đang lập tại vùng 2 thì chúng ta không phải điều chỉnh gì nữa. Anh chị lưu ý nhé, không phải điều chỉnh gì nữa nếu vùng 2. Còn đối với chúng ta làm vùng 3, vùng 4 chúng ta kích đây chúng ta áp dụng. Đó, thì lập tức cái giá máy này theo công bố của quý 4 đã được lắp cho chúng ta và lập tức sang cái phần tổng hợp máy nó sẽ tính cho chúng ta cái chi phí này. Đúng không? Khối lượng của ca máy trong hồ sơ dự toán và chi phí máy thi công. Thế thì ở cái máy này nó có một cái điểm nữa mà các anh chị cần chú ý, đó là gì? Cái này thì cũng tùy vào từng tỉnh thôi, có tỉnh cho tính bù trừ, có tỉnh là yêu cầu không tính bù trừ, thì cái này thì cũng hướng dẫn thêm. Nếu như tỉnh chúng ta có cho phép tính bù trừ thì chúng ta sẽ tính bù trừ. Đó là gì ạ? Đó là cái yếu tố về nhiên liệu máy. Thì như các anh chị biết là giá ca máy được công bố tại thời điểm quý 4, đương nhiên là cái chi phí nhiên liệu xăng dầu nên như các anh chị biết là sẽ được tính gì? Tính tại thời điểm gì? Quý 4 là tháng 12 năm 2020. Và tại thời điểm này chúng ta đang lập dự toán là gì? Là thời điểm tháng 5 năm 2021 thì rõ ràng là cái giá xăng và giá dầu đã có sự gì biến động rồi. Thì như các anh chị biết là cấu thành nên cái giá ca máy này này nó sẽ bao gồm có hai thành phần chi phí chủ yếu, đúng không? Là một là chi phí về thợ điều khiển máy, hai là về chi phí gì nhiên liệu máy. Thì trong nhiên liệu máy nó có xăng và dầu đó. Thế thì rõ ràng thời điểm quý 4 và thời điểm hiện nay tháng 5 năm 2021 đã có sự biến động về giá xăng dầu rồi. Thì như phần đầu video phần vừa rồi tôi có chia sẻ là gì? Nếu như tỉnh chúng ta cho phép chúng ta điều chỉnh cái phần nhiên liệu thì chúng ta sẽ phải được phép điều chỉnh, đúng không? Và để điều chỉnh trên phần mềm ETA chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Các anh chị sẽ kích vào phần bù giá này. Phần mềm nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái sheet gọi là sheet bù giá ca máy. Đó, thì tôi vừa chia sẻ các anh chị thấy rồi đúng không ạ? Cấu thành nên cái chi phí máy thi công nó sẽ có hai cái thành phần chính, đó là chi phí về thợ điều khiển máy này, đây, nhân công thợ 3 nhóm 8 này và chi phí về nhiên liệu máy, đúng không? Thế thì bây giờ để mà điều chỉnh được cái chi phí này thì đầu tiên chúng ta vì nhân công nó chưa có sự biến động, đúng không? Không có sự thay đổi thì đương nhiên chúng ta sẽ bỏ phần nhân công đi. Chúng ta chỉ tính đến chi phí gì về xăng dầu điện thôi, đúng không? Thế thì để mà tính được bù trừ cái phần nhiên liệu giữa thời điểm công bố giá máy và thời điểm tính dự toán thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các anh chị kích chuột phải vào cái cột giá HT này. Ở đây nó có phần nắp giá nhiên liệu từ phai giá. Đó, chúng ta chọn đây và tiếp tục chúng ta kích vào phần tải về như này. Đó, thì đây thì cũng xin phép chia sẻ các anh chị luôn là dự toán ETA cập nhật thường xuyên cái giá nhiên liệu theo công bố hàng tháng của Petrolimex. Thì như anh chị biết là hàng tháng thì Petrolimex công bố giá nhiên liệu là hai lần, đúng không? Điều chỉnh cái giá nhiên liệu hai lần. Thế thì ở Tiền Giang chúng ta là vùng 2 hay vùng 1 thì tùy, chúng ta xem chúng ta lắp giá, đúng không? Lắp giá. Thì các anh chị thấy ngay kết quả lập tức là gì? Cái giá điện, giá xăng, giá dầu đã được lắp ở đây và chúng ta sẽ được tính bù trừ thêm cái phần nhiên liệu này. Đó, các anh chị lưu ý thì cái này tùy vào từng tỉnh nhé, có tỉnh cho phép tính bù, có tỉnh thì không. Đó, thì cái này tôi hướng dẫn thêm, nếu tỉnh chúng ta cho phép chúng ta tính bù vào và cái phần nhiên liệu này nó sẽ được kết chuyển sang đây cho chúng ta. Thì các anh chị thấy ngay là đối với cái giá máy gốc là giá máy của thời điểm quý 4 và là của vùng 2. Trường hợp chúng ta nếu như điều chỉnh là đây là giá máy của vùng 4 thì chúng ta tính thêm phần bù nhiên liệu đây nữa thì sẽ ra là cái phần giá hiện trường, đúng không? Và chúng ta lập tức ra được cái gì? Tổng hợp máy và chi phí của giá máy trong cái công trình chúng ta, đúng không? Như vậy, đến đây chúng ta đã xong được 3 phần quan trọng là tính được chi phí vật liệu, tính được chi phí nhân công, tính được chi phí máy thi công.
đúng không? Rồi sau đó thì chúng ta sang tiếp theo, cái phần tiếp theo đó là sang cái phần dự thầu. Thì phần đơn giá chi tiết này thì tôi nói nhanh thôi vì nó không có gì đặc biệt cả. Nó phân tích chi tiết đơn giá và sang đơn giá dự thầu đây. Khối lượng đơn giá thành tiền thì không không bàn đến nữa. Rồi đến tiếp theo đến tổng hợp kinh phí dự toán. Thì đây, các anh chị thấy ngay kết quả đúng không ạ? Chi phí vật liệu đã được kết chuyển sang đây, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, các cái phần chi phí trước đó chúng ta tính toán thì đã được điều chỉnh sang đây rồi và ra được cái giá dự toán chúng ta. Thì các anh chị biết là mặc định phần mềm đang để cái mẫu này là mẫu của công trình dân dụng các anh chị nhé, bao gồm có chi phí chung là 7,3% này, chi phí nhà tạm là 1,2% và một số chi phí không xác định được là 2,5%. Nếu như công trình chúng ta là công trình giao thông hay là các loại công trình khác mà các anh chị muốn chuyển đổi sang thì các anh chị thực hiện như sau. Các anh chị kích vào phần hệ số chi phí setup như này. Đó, và chúng ta chuyển loại công trình ở đây. Kích vào đây nhé, loại công trình chúng ta chọn này, sang công trình giao thông này. Đó, các anh chị thấy kết quả là gì? Cái hệ số chi phí chung đã được đổi thành 6,2, không phải là 7,3% như trước đó nữa đúng không? Và lập tức lúc đó khi mà các anh chị làm cả phần đơn giá chi tiết dự thầu thì cái hệ số này nó cũng sẽ được điều chỉnh theo luôn, đúng không? Chứ không cần phải điều chỉnh ở bên này lại nữa. Các anh chị lưu ý là chỉ điều chỉnh một bên thôi, bên kia nó sẽ nhận dạng theo luôn. Chúng ta không phải điều chỉnh cả hai bên mất thời gian. Đó. Như vậy đến đây chúng ta xong được phần dự toán đúng không? Và phần phân tích vật tư thì nãy tôi trình bày rồi. Cái này nó không có gì đặc biệt cả, nó phân tích cái thành phần vật tư ra thôi. Rồi đến tổng hợp vật liệu. Đó, thì như vậy các anh chị thấy rất nhanh chóng chúng ta đã hoàn thành xong được một cái hồ sơ dự toán công trình nhỏ nhỏ như vậy bằng cách chúng ta vào được khối lượng, vào được mã hiệu và khối lượng, điều chỉnh định mức theo thực tế, làm theo công tác tạm tính, sau đó chúng ta điều chỉnh gì các thành phần về vật liệu, về nhân công và về máy thi công là chúng ta ra được hồ sơ dự toán rất nhanh chóng như vậy đúng không? Thì trong khuôn khổ video này thì cũng xin chia sẻ thêm một số cái tiện ích nhỏ nhỏ trên phần mềm nữa để cho các anh chị cũng thực hiện trên phần mềm một cách thuận tiện nhất. Đó là ví dụ như là các anh chị có nhu cầu muốn chuyển đổi vữa bê tông trong công trình của chúng ta, muốn là tôi ví dụ như là theo định mức thông tư 10 đây thì công tác này nó đang sử dụng là mác vữa 150, mà nếu như nhu cầu độ đá 12 và độ sụt 24, nếu như nhu cầu chúng ta muốn đổi sang các cái loại mác vữa khác này, loại đá khác hoặc là gì độ sụt khác thì chúng ta thực hiện như sau này. Các anh chị kích phải chuột vào chính công việc mà mong muốn chuyển đổi này thì phần mềm nó có chức năng là vữa đây. Đó. Thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là đổi mắc vữa này. Nếu đang từ 150 mà chúng ta muốn chuyển sang 200, 250 hay 300 thì chúng ta lựa chọn như này. Đó, nó sẽ gợi ý cho chúng ta để chúng ta lựa chọn này. Cái thứ hai là đổi độ sụt. Đó, với cái công tác này đang sử dụng độ sụt là gì? 24 mà chúng ta muốn dùng sang loại các loại độ sụt khác như là 0,51 này, 68 này, 10,12 này, 14, 17. Đó thì chúng tùy vào nhu cầu chúng ta muốn sử dụng loại độ sụt nào chúng ta lựa chọn đây. Và tiếp theo nữa là gì? Công tác này đang dùng đá 12 thì chúng ta muốn đổi sang các loại đá khác như đá gì? 0,51 này, 24 này, 46 này, thì đấy cũng tùy vào nhu cầu chúng ta sẽ đổi cái loại đá cho phù hợp với mong muốn chúng ta. Và một cái tiếp theo nữa là đổi gì? Dùng bê tông thương phẩm. Đấy, như các anh chị thấy kết quả đây trên phần mềm đang thể hiện một khối bê tông bao gồm là gì? Có xi măng, có cát, có đá, có nước đúng không? Mà bây giờ tôi không muốn phân tích cái thành phần này ra. Ở đây câu chuyện là tôi mua bê tông tươi, bê tông thương phẩm thì tôi kích vào đây, tôi dùng bê tông thương phẩm. Đó, anh chị thấy ngay kết quả cái công tác số 4 này. Đây, lúc đó nó sẽ phân tích vật tư là gì? Một khối bê tông, đúng không? Đơn giá chi tiết nó chạy cũng là một khối bê tông chứ không thành phần là gì? Là vật liệu xi măng, cát, đá, nước nữa đúng không? Đây, một khối bê tông. Đó, công tác phía dưới anh chị thấy nó vẫn phân tích chi tiết bình thường. Đó, thì đấy là nếu như chúng ta muốn dùng bê tông thương phẩm thì chúng ta sẽ thực hiện như vậy. Và sau đó nếu muốn phân tích ngược trở lại thì lại kích vào chuột vào đây và lại dùng phân tích chi tiết vữa đây, nó lại phân tích cho chúng ta, đúng không? Thì đấy là cái tiện ích mà đổi vữa cho các anh chị như vậy. Cái tiện ích thứ hai nữa đó là cái tiện ích về xem thuyết minh. Cái này thì cũng rất là hay này, đối với các anh chị mới làm dự toán hoặc là các bạn sinh viên ấy, mà các anh chị biết là như tôi nói cái phần lắp đặt côn về cút chẳng hạn, mà một chúng ta muốn xem thuyết minh cái thành phần của nó như thế nào, chúng ta kích phải chuột đây, chúng ta xem thuyết minh như này. Đó, hay là đây, ví dụ như công tác này, xem thuyết minh đây, chúng ta côn cút nó không có, đúng không? Đó, nó sẽ ra được cái phần thành phần công việc cho chúng ta như này. Đó, thuyết minh cụ thể là thành phần công việc bao gồm những cái gì cho công việc này. Đó, thì thay vì như trước đây khi mà chúng ta lập dự toán ấy là các anh chị sẽ phải mở thêm cái quyển sách định mức ra hoặc quyển sách đơn giá ra, đúng không, để chúng ta đọc cái thành phần về công việc như thế nào, đúng không, thuyết minh về thành phần công việc nào, thì bây giờ trên phần mềm nó sẽ thể hiện luôn này, kích phải chuột nhá, xem hoặc là dùng phím F7 nhá các anh chị nhá. Đó, thì đấy là một trong những tính năng cũng khá là hay của ETA. Rồi một cái tính năng nữa đó là tính năng mà nhóm công việc. Ở trong một cái hồ sơ dự toán mà các anh chị muốn nhóm các cái công việc lại với nhau, tôi ví dụ trong công trình này chúng ta có 7-8 công việc này, tôi muốn nhóm này một nhóm phần móng vào chẳng hạn, tôi dùng cái phím sao như này vào để vào ô mã số công việc, tôi enter đây, sao như này, enter. Đó, tôi nhóm lại đây, ví dụ như là phần từ số 1 đến số 4 là phần móng chẳng hạn, phần móng đúng không,
phần này là phần thân chẳng hạn như này. Đó, thì tôi nhóm nó lại. Thì lập tức là khi đó thì các anh chị khi view in hồ sơ ấy, nhìn nó rất là đẹp. Đây, phần móng là chi tiết từng này tiền này, phần thân chi tiết từng này tiền. Đó, thì đấy cũng là một trong cái tiện ích mà rất là hay của ETA, giúp cho cái việc chúng ta in ấn hồ sơ nó rất là đẹp, đúng không? Đó, thế thì sau khi mà các anh chị đã hoàn thành xong được tất cả các cái việc chỉnh sửa hồ sơ dự toán, thiết kế lọ kia rồi, thì đến cái việc tiếp theo là chúng ta in hồ sơ, đúng không? In hồ sơ dự toán thì chúng ta in ở bảng nào thì chúng ta kích bảng đấy chúng ta in. Đó, kích vào cái biểu tượng máy in này. Thì các anh chị lưu ý là trên phần mềm dự toán ETA là cái việc in ấn là hoàn toàn tự động, các anh chị không phải can thiệp thêm gì nữa, đúng không? Các anh chị thấy không? Đây biểu in rất là đẹp. Tuy nhiên nếu như chúng ta vẫn muốn là can thiệp vào thông số in thì chúng ta can thiệp bình thường giống như trên môi trường Excel. Ở đây ví dụ như là các anh chị muốn đặt các lề theo ý muốn thì phần đặt thông số in nó cho phép chúng ta đặt được cái lề này trên dưới trái phải này, hay là cái header. Thì hiện nay tôi đang để mặc định là công ty cổ phần tin học ETA, nhưng nếu như các anh chị không muốn, các anh chị thay đổi cái header đi bằng cách kích vào đây. Đó, tôi ghi là dự toán công trình tỉnh Tiền Giang chẳng hạn. Rồi, ok này. Đó, các anh chị sẽ thấy ngay kết quả là cái header đã được thay đổi, đúng không? Hay là ví dụ điều chỉnh số trang nhé. Số trang bây giờ mặc định nó đang để là trang thứ số 1. Tuy nhiên là khi các anh chị in hồ sơ, các anh chị muốn in liền mạch đang là trang số 10 ở bảng dự toán và trang bắt đầu phân tích vật tư nó là trang số 11 thì chúng ta gõ vào đây số 11 này để ô này. Đó, và chúng ta gõ 11 thì lập tức là đây nó sẽ xuất hiện, đây là trang gì? Số 11. Đó, thì đây cũng là một cái tiện ích nho nhỏ nhưng nó cũng sẽ giúp ích được rất nhiều trong cái quá trình chúng ta in ấn hồ sơ dự toán, tiết kiệm được khá nhiều thời gian, đúng không? Đó, thì như vậy là chúng ta in hồ sơ nào chúng ta vào đấy chúng ta in thôi, rất là đẹp, đúng không? Thế thì sau khi in ấn hồ sơ xong rồi thì đối với những cái đơn vị mà sử dụng chung với phần mềm dự toán ETA thì các anh chị lưu file bình thường và gửi cho người ta để người ta đọc được chung cái dự toán chúng ta thôi. Còn đối với các anh chị mà các đơn vị có liên quan đến chúng ta mà không sử dụng phần mềm, bất kỳ phần mềm dự toán nào, các anh chị lưu ý nhé, không sử dụng bất kỳ phần mềm nào thì chúng ta sẽ lưu cái phần mềm này, lưu cái file dự toán này ra định dạng Excel. Đây nó có cái chức năng là lưu Excel đây, xuất Excel chúng ta kích vào đây. Đó, và chúng ta lưu cái file Excel này ra, chúng ta tạo tên file nào gì đó tùy chúng ta, đúng không? Xếp lại. Đó. À, tùy chọn cái sheet cần xuất hoặc là xuất tất cả, đúng không? Đồng ý. Đó. Thì phần mềm nó sẽ xuất trích xuất ra toàn bộ cái file dự toán này cho chúng ta như trên môi trường Excel như này. Đó, và lúc này thì đương nhiên các anh chị gửi cho bất kỳ ai người ta vẫn có thể đọc được cái file dự toán này vì đây nó là môi trường Excel. Và các anh chị lưu ý là toàn bộ cái công thức tính toán nó vẫn còn nguyên si trên Excel, và nếu như các cái đơn vị họ có sửa thì họ vẫn sửa được bình thường nhé. Các anh chị lưu ý sửa rất bình thường trên cái phần mềm, trên cái bản Excel này hoàn toàn còn nguyên công thức tính toán. Đó, thì đấy là cũng là một trong cái tiện ích rất là ưu việt của ETA như vậy. Thế thì trên đây là tôi đã sơ bộ hướng dẫn cho các anh chị cách sử dụng cái phần mềm dự toán ETA với những cái tính năng cơ bản và cách áp dụng theo hai quyết định là quyết định số gì 219 và quyết định số 220 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chúng ta. Còn tất nhiên sau này đến quý 2, quý 3 năm 2021 mà Sở Xây dựng Tiền Giang có ban hành thêm thay đổi cái nhân công và ca máy thì cái việc áp dụng nó không có gì khó khăn cả. Cũng giống như vừa rồi tôi đã hướng dẫn thôi, các anh chị chỉ kích chuột phải đây chúng ta lắp giá thì chúng tôi cập nhật thường xuyên các cái công bố của sở, chúng ta nắp vào chúng ta tính toán được thôi, đúng không? Thì đấy là cái cách thức sử dụng cái phần mềm như vậy. Trong phần mềm thì tất nhiên còn rất nhiều cái tiện ích tính năng nữa. Tuy nhiên là trong cái phân bổ video thì không thể hướng dẫn chi tiết hết được cho các anh chị vì là nó khá là dài. Đây ví dụ như bảng tổng hợp kinh phí này này, chúng ta sẽ phải điều chỉnh thêm ở bảng tổng kinh phí nữa, đúng không? Bằng cách là chọn loại công trình ở đây, rồi chọn cái cấp loại thiết kế và cấp công trình đây, cũng như là có thể là chọn các loại chi phí, đúng không? Tích chọn hoặc tích bỏ các loại chi phí ở đây. Đó, thì còn rất nhiều cái nội dung nữa, tuy nhiên là trong một cái video thì không thể hướng dẫn hết được các anh chị vì nó khá dài, sợ các anh chị theo dõi nó hơi lạ. Thế thì anh chị xem cái video này để làm sao chúng ta tiến hành cái việc là đưa cái máy hiệu công việc, đưa khối lượng, điều chỉnh giá vật liệu nhân công máy một cách thành thạo đã. Còn sau này với các tính năng nâng cao, với các cái vấn đề mà khi các anh chị gặp phải trong quá trình lập dự toán thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ anh chị trực tuyến một cách nhanh nhất bằng cách là các anh chị vào truy cập vào website của công ty tại cái địa chỉ là gì ạ, dự toán eta.vn như này. Đó, vào đây các anh chị có thể chat với chúng tôi ở đây, đúng không, hoặc là các anh chị gọi điện trực tiếp cho chúng tôi theo các số hotline trên này để chúng tôi có thể hỗ trợ các anh chị một cách nhanh chóng nhất, các anh chị sử dụng phần mềm dự toán ETA một cách hiệu quả nhất, đúng không ạ. Rất là cảm ơn các anh chị đã bớt chút thời gian để theo dõi xem cái video này và mong tiếp tục nhận được cái ủng hộ của các anh chị trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn.